ngũ đại giới thuật của phái Hằng Sơn. Nhất giới phạm thượng ngỡ nghịch, nhị giới đồng môn tương tàn, tam giới làm sát vô tội, tứ giới dụng tâm bất chính, ngũ giới kết giao gian tà. Chưởng môn sư huynh tự mình làm gương, tất cả đệ tử hoàn toàn tuân theo. Đây là tứ đại pháp khí tổ sư môn phái truyền lại, xưa nay do chưởng môn tiếp quản, bây giờ xin nhiệm trưởng lĩnh hội sư huynh thụ lãnh. Dạ. Khoan đã. Ôi, ai vậy? Minh chủ của nhạc ra lệnh, lệnh Hồi Sông không được nhận lấy chức vụ Hằng Sơn. Sao vậy? Ngươi là phế đồ của Hằng Sơn, không biết kiếm pháp của Hằng Sơn, làm sao mà làm trưởng môn Hằng Sơn? Ta lên thì phải cứ người tới đây gây rối à? Các vị, phái Hằng Sơn xưa nay đều do Nico làm trưởng môn, chúng ta tuyệt đối không để cho lệnh Hồi Sông làm mất nguyên tắc. Nguyên tắc là do người đặt ra, và cũng do người ta sửa. Đó là cái chuyện của bạn phái, không liên quan tới người khác đâu. Phái Hằng Sơn thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái, lệnh của minh chủ các người phải phục tùng. Lệnh bài Ngũ Nhạc ở đây nè. Lệnh Hồi Sung bây giờ là trưởng môn phái Hằng Sơn, có muốn tham gia vào Ngũ Nhạc kiếm phái hay không, cái đó còn phải suy nghĩ lại kỹ nữa. Phải đúng vậy. Còn không chịu đây, nói gì tới Ngũ Nhạc kiếm phái chứ, cái chuyện của phái Hằng Sơn ăn tùy tới phái Trung Sơn của các người. Minh chủ Ngũ Nhạc không biết xấu hổ. Lệnh Hồi Sung, những người khởi xuất tù ngôn này là cái thứ gì vậy hả? Họ đều là bạn thân của ta, còn là khách quý của ta ngày hôm nay nữa. Đại sư đạo trưởng, tôi muốn mời quý vị nói một câu công bằng. Lĩnh Hồi Xuân đã mời tà ma ngoại đạo tới đây, có phải ảnh hưởng tới danh dự của phái Hằng Sơn hay là không? Phải rồi. Hằng Sơn là danh môn chánh phái, rơi vào trong tay của tên tặc tử Lĩnh Hồi Xuân, lập tức sẽ mất hết danh dự trăm năm. Không lẽ đạo trưởng với đại sư lại chấp tay đứng nhìn hay sao chứ? Nói cái gì kỳ vậy hả? Nói đi lên hầu chứng môn. Thánh cô tới chúc mừng. Thánh cô đẹp quá. Dì Dìm, tại sao cô ta lại tới đây được? Cô ta bây giờ tới đây không phải làm thiếu hiệp càng khó chữa hơn nữa sao? Chúc mừng thánh cô. Tại sao lại tới đây? Hôm nay là ngày em nhậm chức chữ môn, em không tới sao được? Cảm ơn mọi người đã có mặt. Đại sư đạo trưởng, xin chào. Lĩnh Hồi Xuân, đây là thánh cô của ma giáo có phải không? Phải thì làm sao? Ta không có lời gì để nói, chỉ muốn đại sư đạo trưởng có thể chủ trì công lý. Phái Hằng Sơn là danh môn chánh phái, xưa nay không liên lạc với yêu tà. Tuy nhiên, ngày hôm nay tất cả các bạn giang hồ đều tới chúc mừng. Thiếu hiệp không thể từ chối người ta ngoài ngàn dặm. Phải rồi, đại sư đúng lắm. Để qua đại đạo Điền Bá Quang. Điền Bá Quang, ngươi tới đây làm gì? Để qua. Ta là đệ tử của Hằng Sơn, đương nhiên phải tới đây chứng kiến trưởng môn nhậm chức chứ. Phải. Đệ tử ta đã sửa đổi lầm lẫn cũ, pháp hiệu là Bất Khả Bất Giới. Tuân chứng đại sư, Phật giáo có câu: buông đầu đao xuống lập địa thành Phật, Phật môn quảng đại, nhất định sẽ cho những người sửa đổi một con đường mới, phải không? Thiện tài. Điền Bá Quang cải tà quy chánh, xuất gia đi tu, hơn nữa quay về với Hằng Sơn. Từ nay phải lấy môn quy của phái Hằng Sơn, đó là cái phước của Võ Lâm. Phải rồi. Hôm nay mọi người tới chúc mừng cho Hằng Sơn phái, chỉ cần lĩnh hội trưởng môn thâu nhận mọi người là đệ tử của phái Hằng Sơn. Chỉ cần là đệ tử của Hằng Sơn thì sao lại là yêu ma chứ? Phải rồi. Nói vậy là đúng lắm. Vì Thanh Nhi Hoa, môn phái chúng ta có nguyên tắc không nhận đàm phái hay không? Không có. Vậy được rồi, những người bạn này đều tham gia vào phái Hằng Sơn, chịu sự gò bó của môn quy phái Hằng Sơn, đó là chuyện tốt trong phái Võ Lâm đó. Minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái hạ lệnh, sáng ngày 6 tháng 6, Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi phái đều dẫn theo đệ tử của mình tề tại với tại công sự để đề cử trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái, không được chậm trễ. Giỏi thiệt, Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập làm một, đó là ý kiến quỷ quái của ai vậy hả? Hằng Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn đều đã đồng ý hết rồi. Nếu như phái Hằng Sơn nữ nhi của các người dám đi ngược lại như vậy, chống đối với bốn phái kia, chuốc lấy nỗi khổ mà thôi. Cố
lệnh bài rồi làm tàn, người mới là chú khổ vào thân. Ta lại cứ tưởng đó là lệnh bài của Ngũ Nhạc kiếm phái, hóa ra là của Ngũ Độc thần giáo chúng tôi. Ngũ độc thần giáo. Yêu nữa kìa, để dám giỡn với chúng ta. Trả lại lệnh bài cho ta. Ấy hả? Có độc. Ôi giờ, ngươi không biết ta là cao thủ bỏ độc hay sao? Ngươi lấy lệnh bài của ta, tay của ngươi đương nhiên là có độc rồi. Đúng rồi. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, tay của ngươi sẽ bị chảy mủ, chỉ còn lại những khúc xương trắng, dễ sợ lắm. Ai đáng rồi. Phương chứa đại sư, Xuân Hư đạo trưởng, nhị vị. Ê, được rồi, ngươi đừng làm phiền nhị vị tiền bối nữa. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng linh hồ chưởng môn, ta sẽ đưa thuốc giải cho. Gọi đi. Lĩnh hồ chưởng môn. Hay quá. Mấy người này thực sự không biết điều, làm mất cảm hứng của chúng cô. Làm mất cảm hứng cũng không sao, còn la ó âm sầm, mùi thơm của rượu và thịt phản phất khắp nơi, thì có lỗi với Bồ Tát. Thực sự tội lỗi. Tôi đã quen rồi, bọn Nghi Lâm đụng một chút là nói tội lỗi, nghe nhiều cho nên bắt chước luôn. Làm trưởng môn của phái Hằng Sơn đương nhiên phải biết lễ nghi chứ. Còn nói nữa, tối ngày cứ phải đối diện với những Nico xuất gia, chuyện gì cũng phải có lễ nghi, buồn bực gần chết luôn. Khó khăn lắm ngày hôm nay mới thấy em tới đây đó. Trưởng môn tông sư có một váy, sao lại không có nguyên tắc? Ở trong số trưởng môn của các phái, chỉ có trưởng môn phái Hằng Sơn giống như là anh đây làm trưởng môn một cách vô lý thôi, làm trò cười cho người ta. Ngay cả Phương Chấn đại sư của Thiếu Lâm và còn Xung Hư đạo trưởng của phái Võ Đường cũng lễ nghĩa với em, còn ai dám khinh thường anh nữa chứ. Anh chẳng qua là một đệ tử phái Hoa Sơn bị trục xuất khỏi sư môn. Trưởng môn phái Hằng Sơn là nở mặt nở mày trước mặt anh hùng thiên hạ rồi, không lẽ đường đường một vị trưởng môn lại không bằng đệ tử của phái Hoa Sơn hay sao? Anh làm trưởng môn cũng giống những nhiều xuất gia, lúc nào cũng cảm thấy sùng sùng được cười. Bây giờ có hàng ngàn anh hùng hảo hán đều đầu phục về với Hằng Sơn, phái Hằng Sơn không còn là phái của nữ nhi xuất gia nữa. Nếu như không phải thánh cô em hạ lệnh, những cái bọn phóng túng không kiềm chế những giang hồ hảo hán cứng đầu cứng cổ kia, thì làm sao có thể trở thành đồng môn với những tiểu ni cô chịu sự gò bó của anh đây chứ? Cái đó chưa chắc, anh là minh chủ của họ, đưa họ tấn công Thiếu Lâm tự, họ rất là thuyết phục anh. Em sẽ lập trưởng môn của mấy Nico này đây không có được dễ dàng cho lắm, có phải không? Cho nên phái thuộc hạ của em kêu mấy hảo hán giang hồ trở về với lại phái Hồng Sơn. Em đang suy nghĩ chu đáo thật. Anh đây thuộc phục em. Tình lý của em đối với anh thật sự không biết đền đáp như thế nào. Em không cần đền đáp. Em chỉ cần... chỉ cần anh một lòng một dạ đối với em, mãi không thay đổi, phải không?
Điền Bất Oan lại còn trốn, sợ tôi ăn thịt. Thí chủ, bần tăng là bất khả bất giới. Còn làm bộ, anh mà xuất gia đó hả? Mặt trời kia sẽ mọc từ hướng Tây. Thật sự mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Xem nè, ta thật sự là xuất gia rồi, mô Phật. Đủ rồi, người của phái Khung Sơn đã đi rồi, còn làm gì? Em coi nè, anh cạo tọc lóc cái đầu rồi, anh là bất khả bất giới đó mà, mô Phật. Anh tại sao lại xuất gia? Bởi vì anh đã thấu hiểu hồng trần, anh muốn trút hết mọi phiền muộn đó. Anh mà thấu hồng trần cái gì, phải phiền muộn cái gì, anh đang nói làm sao với em đây? Anh, món nợ gia chúng ta làm sao đây? Anh nợ gì của em chứ, anh đâu có mượn tiền của em, không lẽ đứng đây chờ anh cưới em hay sao chứ? Anh, cái anh này, mặc kệ, Lâm Phụng Hoàng thì không quan tâm tới anh đâu. Em đã nói rồi, em sẽ không lấy anh. Ngày xưa chính em đã nói đó mà, không có nhất thiết lấy anh. Anh cũng đã nói rồi, anh không nhất thiết cưới em. Nè, như vậy thì anh làm hòa thượng của anh không có nợ nần gì với em đâu, có phải không? Phải không? Em cũng không nợ gì của anh. Ây, rõ ràng là thương ta đó mà. Tại sao lúc ban đầu không chịu nói rõ chứ? Nó là đòi lấy ta. Anh ta có thể bỏ hết tất cả, không tiếc cùng em đó mà. Em luyện được võ công giỏi vậy từ hồi nào đây? Xuất hiện trước mặt của anh á, anh không biết gì hết. Giờ lúc anh động phòng tâm. Tiểu sư phụ vậy chút tình là gì vậy hả? Kẻ tu hành lục căn thanh tịnh, không bị sự dài dò của tình duyên nhân thế. Anh tại sao lại dương vấn hồng trần tục sự chứ? Anh không có muốn động tới, nhưng mà tại chỗ này không muốn cho anh yên, không muốn cho anh yên đó. Vậy thì tụng kinh. Tụng kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngũ giới dài không. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức thì không. Tại sao mà không gì mà không nghĩ gì chứ? Nghi Lâm tiểu sư phụ, không ở chỗ nào vậy? Cái gì? Anh nói cái gì? Ta đây đã loạn rồi, không ngờ em còn loạn hơn anh nữa. Ta đừng động nữa. Quan Thế Âm. Bà Câm à, cơm chay bữa nay nấu rất nhiều, bà hãy ăn thêm nữa đi. Bà Câm à, Chưởng môn sư huynh sẽ cùng với Phong Chứng đại sư và Xuân Hư đạo trưởng của phái Giữa Đường bàn chuyện quan trọng ở tại chỗ này, bà hãy lo cho họ giùm tôi. Nghi Lâm sư muội. Nghi Lâm sư muội. Chưởng môn sư huynh, nhìn gì tiền bối tôi ra ngoài nha. Mời. Bà này đây vừa cầm gì điếc, ở chỗ này chịu trách nhiệm canh gì quét dọn. Chỗ này đây sẽ lưng chừng núi, ngoài một cây cầu ra không có con đường nào lên cả. Đài cát trên không, xây ở giữa trời, thật sự thiên hạ vô nan sự, chỉ sợ người có lòng. Ở chỗ này có một đường núi dài 500 dặm, vào những năm Bắc Ngụy do sức người đục đẽo dựng lên. Qua đường núi 500 dặm do sức người đục đẽo hả? Ai có bằng lệnh tới như vậy? Nhà vua Bắc Ngụy hạ lệnh bắt mấy chục ngàn người, ngày lẫn đêm gian khổ đã tạo ra cái đường núi ở tại chỗ này đây. Một mình lệnh thôi, biết bao nhiêu người bán mạng cho ông ta, chẳng trách gì có bao nhiêu người muốn làm vua. Đừng có nói làm vua nữa, nói tới quyền thế, từ cổ chí kim bao nhiêu anh hùng hào kiệt cũng không vượt qua nổi cái trạm đó. Những sóng gió ở trong giang hồ người ta tranh đoạt, tất cả cũng vì quyền vì lợi. Những lời của đại sư vạn bối không hiểu rõ, mong đại sư chỉ điểm. Trưởng môn,
Tung Sơn tại sao lại phái người tới ngăn cản, không cho ông làm trưởng môn của phái Hằng Sơn? Là vì dẫn bối ngăn cản Ngũ Nhạc Kiếm Phái sát nhập là một. Tại sao lại phải cản ngũ phái sát nhập hả? Không biết tại sao, nhưng dẫn bối chỉ cảm thấy phái Tung Sơn giả làm Nhật Nguyệt Thần Giáo, giết hại Định Nhật Sư Thái, tàn sát đệ tử của phái Hằng Sơn, mưu đoạn sử dụng đề tiện quá. Bởi vậy gặp chuyện này, trong lòng của tôi thấy bất mãn cho nên mới ra tay giúp đỡ thôi. Dẫn bối lại nghĩ, nếu như mà Ngũ Nhạc Kiếm Phái sát nhập là một chuyện tốt, như vậy tại sao phái Tung Sơn không quang minh tráng đại bằng người với các trưởng môn? Lại là cái chuyện lén lén lút lút như vậy chứ. Linh hồn trưởng môn nói không sai. Con người của Tả Lãnh Thiền giả tâm rất lớn, muốn sát nhập ngũ phái. Sau khi trở thành trưởng môn Ngũ Nhạc, lợi dụng ngũ phái, diệt trừ, Cung Lùng, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành. Sau đó nắm hết tất cả mọi môn phái. Sau đó, hắn tập hợp những môn phái đó tấn công Ma Giáo để đoạt lấy Quỳ Hoa Bảo Điển. Luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển xong mới tấn công Thiếu Lâm và Võ Đường, xưng bá Võ Lâm. Thì ra Tả Lãnh Thiền muốn mọi người ở trong chốn giang hồ này đều phải nghe lệnh của hắn. Từ cổ chí kim, ít có anh hùng hào kiệt có thể vượt qua trạm quyền thế. Con người đó mà, chỉ có mấy chục năm mà thôi, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày không tốt hay sao? Cần gì phải tranh quyền đoạt lợi? Có từng nghe nói tới Quỳ Hoa Bảo Điển hay không? Giảng bối có nghe gia sư nói tới. Quỳ Hoa Bảo Điển là bí kíp chí cao vô thượng của các môn võ học, nhưng thất truyền từ lâu rồi. Nghe đó cuối cùng rơi vào trong tay của Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có được một phần mà thôi. Quỳ Hoa Bảo Điển là do một thái giám tiền triều sáng lập. Trên trăm năm trước đã được Thiếu Lâm Tự tại Phổ Điện chiếm được. Phương trượng Hồng Diệp, thiền sư tham thiền Bảo Điển, nhưng ông ta không có luyện võ công đó. Kiếm được rồi. Hơi quá. Sư phụ, họ là những đệ tử phái Hoa Sơn tới đây làm khách, nhà tổ và thái tử phong. Tới là vì Quỳ Hoa Bảo Điển. Những võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển này thật sự cao thâm khôn lường đó. Không những cao thâm mà còn rất hung hiểm nữa. Nếu như có một chút xíu sai lệch, phòng chết cũng bị thương. Phục viên đi nói cho vị thí chủ đã biết là đừng bao giờ liệu có thứ võ công ở trong Quỳ Hoa Bảo Điển nghe chưa? Dạ. Bần tăng thừa lệnh của sư phụ Hồng Diệp thiền sư tới Hoa Sơn vì Quỳ Hoa Bảo Điển. Nghe nói Thiếu Lâm Tự ở tại phủ điện có Quỳ Hoa Bảo Điển, chúng tôi có lòng tham đã đọc những tinh túy của Quỳ Hoa Bảo Điển, thực sự có lỗi với Thiếu Lâm. Hồng Diệp thiền sư không phiền trách quý vị, chỉ sai tôi tới đây phụng khuyên như vậy, đừng bao giờ tu luyện võ công trong bảo điển. Vì đại sư này, anh em chúng tôi muốn tu luyện những võ công ở trên bảo điển này, nhưng luyện mãi không có xong. Hoàn toàn không thể luyện. Tại sao như vậy? Tôi đã đọc một phần ở tập 1, còn sư đệ đọc một phần ở tập 2. Chúng tôi đã viết phần bí kíp đọc được ra, phát hiện đầu đuôi không có ăn khớp. Thật là vậy à? Đây là bí kíp chúng tôi đã chép lại, xin đại sư chỉ điểm.贫僧在华山打扰多日，就此告别了。多谢大师赐教，请。多元禅师您在佛华山方得解除了，也来接我们去找你听说这边，让他们来让方丈决定广东。林彦龙，正是大圆禅师。sau khi hoàn tục，方丈cưới vợ thành con，sáng lập thiên cục phước quay，并xuất thập nhị lộ tịch tài thiên pháp quay chấn võ lâm。thì ra tăng tổ của Lâm sư đệ là Lâm Diện Đồ, là một thiền sư của Thiếu Lâm Tự。Lâm Diện Đồ sáng lập tiêu cục, trong chốn giang hồ quanh quanh liệt liệt, tạo sự nghiệp hành hiệp trượng nghĩa, trừ cường phù nhược,
con người chỉ cần trong lòng có Phật, có hay không ở trong Phật môn, cái đó không quan trọng, thật là không quan trọng đâu. Lâm Diện Đồ từ chỗ Diệp Thụ và Thái Tư Phong đã chiếm được cái phần tinh túy trong Quyền Hoa Bảo Điển. Như vậy là Tịch Tà Kiếm Phổ từ đâu có đây? Tịch Tà Kiếm Phổ đã được thoát thai từ phần tinh túy của Quyền Hoa Bảo Điển. Nhưng mà Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm hình như không mấy gì cao minh. Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm bình thường không có gì lạ. Lâm Diện Đồ lại dùng môn kiếm pháp đó hoài chấn Võ Lâm, như vậy làm cho những người cầm kiếm trong thiên hạ không thể nào giữ nổi. Biết đâu Lâm Diện Đồ ở tại Thiếu Lâm đã học được võ nghệ cao cường, chứ không phải là có biết cấp gì cả. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng Tịch Tà Kiếm Pháp và võ công Thiếu Lâm có sự khác biệt rất lớn. Dạ bố hiểu rồi. Có lẽ mọi người đều muốn tìm hiểu những bí quyết của Tịch Tà Kiếm Phổ. Lâm sư đệ người mất nhà tang, cha mẹ thảm tử, đó là do nguyên nhân như vậy. Tịch Tà Kiếm Phổ qua danh diễn bá, và võ công của Lâm Chấn Nam là tệ tới như vậy. Vì vậy, đương nhiên có người cho rằng Lâm Chấn Nam ngu quá, học không được võ công gia truyền của nhà họ Lâm. Không cần biết người nào lấy được trong tay đều có thể qua chấn Võ Lâm. Cho nên, Dư Thường Hải của phái Thanh Thành đã làm mặt dày ra tay đầu tiên. Dư Thường Hải mặt lì lợm như đồ ốc, lại không có tinh rền. Hắn không giống như nhà bất quần của Hoa Sơn, không lên tiếng, lại còn thu cái lợi của người ông. Nếu như tôi đoán không lầm, sư phụ của ông ta là nhà bất quần đã chiếm được Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Nếu sư phụ của tôi có Tịch Tà Kiếm Phổ thì chắc chắn đã luyện thành tuyệt thế võ công mới đúng chứ. Tịch Tà Kiếm Phổ dẫn biến từ Quyền Hoa Bảo Điển. Hồng Diệp Thiền Sư có cho biết Quyền Hoa Bảo Điển tinh túy kỳ diệu, để lại rất nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, cái trạm đầu tiên là cái trạm khó qua nhất. Trạm đầu tiên khó qua. Của ta không có được lật tôi. Cha, mẹ, con đi bất hiếu, biết người đi tổ quấn đã lấy ngọc Tịch Tà Kiếm Phổ. Con làm như vậy chỉ vì muốn trả thù cho cha mẹ mà thôi. Con không muốn bị người ta ăn hiếp đâu. Con không muốn bị người ta ăn hiếp đâu. Con nhất định phải luyện xong Tịch Tà Kiếm Pháp. Tại sao không nói năng gì hết? Thời gian qua anh đi đâu vậy hả? Mọi người lo cho anh lắm đó. Nè, về Hoa Sơn đi hướng bên kia kìa. Tôi không về Hoa Sơn. Tại sao vậy? Bình Chi hả? Anh định đi đâu? Nè. Thời gian qua con đi đâu hả? Nói đi đâu hả? Nói con đã đi đâu hả? Cha, sư đệ xuống dưới núi uống rượu.
uống sai rồi còn đốt tiệm của người ta, cho nên đã bị quan phủ bắt giam. Còn xuống núi cho nên mới biết được, đã trả tiền cho hắn xong mới được thả ra đó. Thiệt là hết nói mà. Từ bao giờ đã bắt chước lệnh Hồ Xuân ham uống rượu? Đệ tử tôi này không dám nữa. Hãy mau về trước mặt của tổ sư sám hối đi. Lại nghĩ tới bao giờ trường kiếm của mình mới có thể đặt lên cái giá kiếm ở trước mặt tổ sư phải không? Ta đã nói rồi, nhanh nhất là 20 năm. Không, chỉ cần 1 năm tôi sẽ làm được. Lại nói chuyện chim bao nữa rồi nha. Nói thật cho ta biết, thời gian qua ngươi để đi đâu mà không về đây? Hãy nói cho ta biết đi. Có phải là đã làm cái chuyện gì mờ ám hay không? Không lẽ người giống hệt như là đại sư huynh xuống núi quen biết những yêu nữ tà ma ngoại đạo? Đại sư huynh, lúc nào cũng nhớ tới đại sư huynh không à? Làm cái gì vậy? Chỉ nói một câu đại sư huynh cũng không được hay sao? Được. Anh ta đã học được độc cô của kiếm của Phong Thanh Dương lão tiền bối, trở thành trưởng môn của phái Hằng Sơn, là một đại anh hùng. Còn riêng tôi là đệ tử bất thành tài của phái Hoa Sơn, tôi không có bằng hắn. Hắn một kiếm có thể đâm mù mắt 8 người, đánh thắng quân sư đạo trưởng của võ đường, ngay cả phương chính của Thiếu Lâm cũng đánh giá hắn khác nữa. Chị đi kiếm nó đi. Nè, đừng vô lý kiếm chuyện nha. Không phải sao? Hắn tốt với chị lắm mà. Trong lúc chị bị nguy hiểm, hắn thể từ trong đống tuyết sông ra cứu chị, giết chết người của Nhật Nguyệt thần giáo. Cha mẹ của chị xem trọng hắn, muốn hắn trở về Hoa Sơn. Sau khi đã trở về, các người có thể ngày đêm bên nhau. Người thật là quá đáng. Sau đây con lại gây với Bình Chi nữa. Lúc nào hắn cũng ăn hiếp con. Con không ăn hiếp người ta, chứ ai dám ăn hiếp con. Con chỉ nói một câu đại sư huynh thì hắn đã mất vui nổi giận rồi. Nói là đại sư huynh học được độc cô cửu kiếm, còn hắn là đệ tử bất thành tài của phái Hoa Sơn, kêu con đi tìm đại sư huynh, bỏ mặt hắn đó. Có thể nó thấy võ công của Xuân Nhi cao cường, kiếm thuật của nó thì lại bình thường, cho nên nó thấy bực ở trong người. Không phải đâu, ngày xưa võ công của hắn cũng tệ vậy, nhưng mà hắn đâu có như thế này. Lần này sau khi trở về lại trở nên rất kỳ lạ, còn nói chuyện với hắn có câu nghe được có câu không. Nó bực ở trong người, con đừng có chấp nhất với nó. Mẹ cũng lên tiếng giùm cho hắn à? Con phải thông cảm cho nó. Nó có huyết hải thâm thù, có thể nó cảm thấy là khó trả được thù, làm cho nó cảm thấy buồn. Nếu như cha chịu dạy Tử Hà thần công cho Bình Chi, chắc là Bình Chi sẽ vui lắm. Sao bà còn chưa ngủ? Ông lại đi luyện kiếm. Kiếm pháp của Hoa Sơn. Không luyện kịch tài kiếm pháp chứ? Bà thấy rõ tôi quăng cà sa rồi, còn không tin nữa à? Thực ra quăng cà sa đi là điều rất đúng, nhưng mà dù sao cũng là kiếm phổ gia truyền của Bình Chi. Tôi nghĩ lại, hình như chúng ta không có nên làm vậy. Ừ, thật sự có lỗi với nó đó. Sau này đích thân tôi truyền kiếm pháp qua sao cho nó. Nếu như nó luyện được Tử Hà thần công mới là điều tốt nhất. Tử Hà thần công? Ừ, chúng ta quăng tịch tài kiếm phổ, dạy Tử Hà thần công cho nó, cũng như là không mắc nợ gì nó. Không được. Tại sao vậy? Tử Hà thần công chỉ dạy cho đệ tử nhập thất thôi. Kiếm pháp của Bình Nhi rất là tầm thường, nhận nó lại đệ tử nhập thất, những đệ tử khác sẽ bất phục đó. Nếu như ta chọn nó làm con rể thì những người khác sẽ không bất phục. Chọn nó làm rể?
Bình Nhi tánh tình hiền lương, nó và Sang Nhi tâm đầu ý hiệp, thôi thì hãy sớm cho hai đứa nó thành hôn. Để cho Bình Chi thành hôn với Sang Nhi. Ngày xưa tại Lạc Dương, Dương Nguyên Bá cũng đang nhắc tới chuyện hôn nhân này, ông đâu có phản đối. Bây giờ tình hình thay đổi rồi. Thay đổi? Tử Hà Thần Công và chung thân đại sự của Sang Nhi không thể nào gộp chung với nhau được. Ý của ông là? Sao nữa? Để tôi suy nghĩ kỹ đã. Hỉ, xem kìa, đằng kia. Cha, mẹ. Mới sáng sớm hai con đi đâu vậy? Tụi con ra hậu sân luyện kiếm. Sư phụ, sư mẫu. Ừ, được lắm. Ngày 6 tháng 6, ngũ nhạc kiếm phái đề cử chương môn. Biết đâu chừng sẽ đại động can qua. Các con phải chuẩn bị trước, đề phòng bất trắc. Ừ. Dạ, sư phụ. Trong thời gian tới, sư phụ chú tâm luyện kiếm. Sự vụ của Hoa Sơn giao cho con xử lý. Dạ, sư phụ. Con và Sang Nhi tâm đầu ý hiệp, thành hôn là cái chuyện thời gian thôi. Ta dự trù trước ngày 6 tháng 6 sẽ thành hôn cho hai con. Sư phụ, đệ tử không muốn thành hôn. Lại muốn từ hôn nữa? Linh Chi, con xưa nay rất thân với Sang Nhi, tại Phước Châu cũng đã đề hôn rồi, tại sao bây giờ lại từ chối? Con và Sang Nhi có ý định gì đây? Sư mẫu, con... Sang Nhi, con và Sang Nhi đã gây gỗ à? Không. Sư phụ, sư mẫu, hai người hậu ái với Bình Chi, về tình cảm nên Sang đối với con. Bình Chi con cũng hết lòng cảm kích, nhưng mà thu nha còn chưa trả, Bình Chi không dám nghĩ tới nhi nữ tu tình. Ừ, thù cha thù mẹ nhất định phải trả. Phải, nhưng chuyện báo thù cần phải tính toán lại mới được. Hôn nhân của con và Sang Nhi không thể kéo dài được nữa, để tránh gây ra những dư luận không tốt ở trong môn phái chúng ta. Con trở thành con rể trưởng môn phái Hoa Sơn, cha nhất định giúp con trả thù. Hơn nữa, tất cả các sư huynh đệ của phái Hoa Sơn cũng sẽ giúp con. Chúng ta tuyệt đối không để cho con bị bất cứ một sự thiệt thòi nào đâu. Sang Nhi là đứa con gái duy nhất của ta, ta không muốn nó đau buồn khó chịu. Dạ sư phụ. Bái kiến nhạc phụ. Từ phổ điện có Nguyệt Hoa Bảo Điển và Tịch Tạc Kiếm Phổ lại được ngộ ra từ Nguyệt Hoa Bảo Điển. Như vậy tàn bổ Nguyệt Hoa Bảo Điển của Nhật Nguyệt Thần Giáo từ đâu có gì? Họ đã cướp giật từ Hoa Sơn đó. Cái việc sơn được Nguyệt Hoa Bảo Điển sau khi loan truyền khắp giang hồ, nhạc phụ Thái Tử Phong còn chưa có kịp học võ công trên Nguyệt Hoa Bảo Điển đã bị thập đại trưởng lão của Ma giáo phái tới giết hết. Tàn bổn của Nguyệt Hoa Bảo Điển đã bị bọn chúng cướp mất. Vì vậy phải qua sơn không có ai học được võ công ở trên Nguyệt Hoa Bảo Điển. Tuy nhiên nhạc phụ và Thái Tử Phong cũng phải qua sơn, và võ công của Bảo Điển ai cũng theo lối của mình, một người trọng kiếm, một người trọng khí. Sau đó qua sơn lại chia thành hai phái, kiếm tông và khí tông, tàn sát lẫn nhau. Nguyệt Hoa Bảo Điển thực sự là cái vật không may mắn. Đúng vậy, Hồng Diệp đại sư trước khi viên tịch cũng đã căn dặn các đệ tử, sau khi nói bí mật của Nguyệt Hoa Bảo Điển ra, đã quăng vào trong lửa đốt hết trơn rồi. Hồng Diệp thiền sư thật sự kiến thức vi phạm, cũng may là đốt rồi. Nếu bằng không, Tạ Lãnh Thiền chắc chắn sẽ tới gây sự tại Thiếu Lâm Tự. Ngày 6 tháng 6, Tạ Lãnh Thiền triệu tập ngũ nhạc kiếm phái chọn lựa trưởng môn mới, không biết Linh Hồ trưởng môn có cào kiến gì không? Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều dưới sự điều khiển của Tung Sơn, chức vụ trưởng môn đương nhiên thuộc về Tạ Lãnh Thiền rồi. Không, Hoa Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn bởi vì khiếp sợ quay phong của Tung Sơn cho nên mới không dám ngang nhiên phản kháng. Linh Hồ trưởng môn đã phản đối với ngũ phái hợp nhất. Nếu như cái việc liên minh trở thành sự thật, như vậy phải dựa vào võ công để xem người nào trở thành trưởng môn nhân. Võ công của Tả Lãnh Thiền cao như vậy, ngay cả nhập giáo chủ chút nữa cũng thua ở dưới tay của hắn, e rằng không có người nào thắng nổi đâu. Linh Hồ trưởng môn chỉ cần làm hết sức của mình,
với kiếm pháp của ông tuyệt đối không thua cho Tả Lãnh Thiền đâu. Tới lúc đó chức vụ trưởng môn vẫn là của ông. Ê, không được không được, Phương Chính đại sư à. Lệnh hồ trưởng môn, cho phép bần đạo nói thẳng, bần đạo lần này cùng với Phương Chính đại sư lên núi, thứ nhất là muốn chia vui với lão đệ, thứ nhì là vì hàng ngàn hàng vạn mạng sống của thiên hạ đồng đạo. A Di Đà Phật. Tả Lãnh Thiền sau khi trở thành trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái chắc chắn sẽ gây ra sát kiếp, tiếng oán trách nổi lên. Sự căn dặn của nhị vị tiền bối giảng bối không dám không nghe, nhưng mà ta thật sự không phải là người đứng làm trưởng môn đâu. Bây giờ làm trưởng môn của phái Hằng Sơn bởi vì bác đắc dĩ thôi. Nếu như trở thành trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái nữa, tôi nghĩ chắc là để cho anh hùng thiên hạ cứ thích rụng răng luôn. Tả Lãnh Thiền sau khi trở thành trưởng môn, người đầu tiên muốn đối phó sẽ là người đó. Cái gì tới thì trước sau cũng sẽ tới, trốn cũng trốn không được đâu. Hắn chưa chắc gì có thể đối phó được với lão đệ, nhưng mà hắn có thể đối phó với đệ tử của phái Hằng Sơn. Định nhà sư thái đã trào tính mạng đệ tử Hằng Sơn và đâm tài của lão đệ, không lẽ lão đệ nhẫn tâm nhìn thấy họ bị hãm hại hay sao? Phải rồi, sư phụ, sư mẫu, sư đệ, sư muội, ai nấy đều đại họa lâm đầu hết đó. Như gì thì bối, giang bối không biết làm gì, cầu mong gì thì bối chỉ dạy. Yên tâm, lão nạp cho Sông Hư đạo trưởng, lúc đó sẽ dẫn đệ tử tới Trung Sơn để trợ lực lão đệ. Nếu như Trung Sơn có hành động gì thì Võ Đường và Thiếu Lâm chúng tôi nhất định hết lòng giúp đỡ. Xin như gì thì bối chủ trì đại cuộc. Như vậy chúng tôi có thể trả lời với hàng ngàn hàng vạn võ lâm đồng đạo rồi. Vậy hay lắm, bây giờ chúng tôi có tinh thần để mà ngắm cảnh sắc của Quyền Không Tự. Có người, tại sao người của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại bỏ khói độc? Xem ra Đông Phương Bất Bại chỉ muốn bắt Lệnh Hồ Thiên chứ không muốn giết ảnh. Đông Phương Bất Bại sao lại muốn bắt Lệnh Hồ Thiên? Ta không hiểu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Việc khói độc này quý vị chỉ có thể cầm cự được khoảng thời gian thôi. Lại Đông Phương Giáo Chủ, khoan cho tôi tới bắt nhà ngươi. Đông Phương Giáo Chủ chưa có người lén lút gì hay sao chứ? Ra đây đi. Lệnh Hồ công tử, tại hạ Thượng Quan Dân, tại hạ giả bố. Thưa lệnh của Đông Phương Giáo Chủ, mời Lệnh Hồ công tử, Phương Chính đại sư của Thiếu Lâm, Xung Hư đạo trưởng của phái Võ Đường tới Hắc Mộc Nha với chúng tôi. Nếu như ba vị đều có mặt, vậy thì chúng ta khởi hành đi. Có cái chuyện dễ dàng như vậy hay sao? Tam vị võ công cực cao, chỉ cần lìa khỏi chỗ này, với khả năng của chúng tôi hoàn toàn không thể lo cho tam vị, không thể trả lời cấp trên. Vì vậy to gan mời tam vị trao ra ba cái tay phải. Quá ra Đông Phương Giáo Chủ sợ võ công và kiếm thuật của cả ba chúng tôi, cho nên muốn chặt cánh tay phải của chúng tôi. Nếu mà như vậy ông ta có thể không lo gì hết hay không? Chưa chắc gì khỏi lo đâu. Nhưng Nhậm Ngã Hành, nếu mất đi một phụ tá đắc lực giống như là công tử đây, ông ta sẽ thế cô lực bạc nhiều lắm. Nhưng ngươi thật tình lắm đấy nha. Phương Chánh đại sư, Xung Hư đạo trưởng, các người muốn trao một cánh tay ra hay là muốn thí mạng ở chỗ này? Cảnh cột. Giả bố thúc thúc, ông là người nổi tiếng trong chúng giang hồ, tại sao lại làm chuyện mất phẩm giá như vậy chứ? Thánh cô, cái chuyện này vô can với cô, cô đừng nhúng tay vào. Đông Phương Giáo Chủ có lệnh kêu ông và Thượng Hoàng thúc thúc mang quà cho Lệnh Hồ Xung. Thế nào, đã bị Tả Lãnh Thiền hối lộ nên tới Hằng Sơn kiếp chuyện phải không? Ai nói ta nhận hối lộ của Tả Lãnh Thiền? Ta đã thừa mật lệnh của Đông Phương Giáo Chủ để mà bắt Lệnh Hồ Xung về thánh đàn. Đừng có nói bậy, hắc mộc lệnh của giáo chủ ở đây. Hả? Giáo chủ hạ lệnh giả bố mưu tạo phản, bắt được giết ngay. Thượng Quan thúc thúc, nếu như ông bắt được giả bố, tôi sẽ cho ông làm trưởng lão của Thanh Long Đường. Ta chơi nổi bức lời này, ta xem các người làm sao bắt Lệnh Hồ Xung.
hả? Các vị giáo chúng, giả bố âm mưu tạo phản, nổi lửa đốt chết thuộc hạ, thiên thu vạn tuế nhất thống giang hồ. Tất cả giáo chúng của nhà Nguyên Thần giáo, mau đi chữa lửa. Đừng nói bậy. Thiện tài. Thượng quan thúc thúc, mời qua đây. Tôi không làm khó ông đâu. Thánh cô, nói với giữ lời. Nếu như ta giết chết thượng quan dân ở chỗ này, ta sẽ bị tam thây trùng ăn hết óc của ta. Lần này ông hành động thất bại, ta tin chắc Đông Phương giáo chủ nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Nếu như để cho ông chọn lựa Đông Phương giáo chủ và cha của ta, ông chọn người nào đây? Nếu bây giờ có một cơ hội để cho ông khỏi chết, thì ông sẽ làm thế nào? Xin thứ cô cứu mạng của tôi. Thượng quan dân nguyện sự sai khiến của Nhậm giáo chủ và thánh cô. Nghe sự sai khiến của thánh cô. Thật sự không hiểu Đông Phương bất bại tại sao lại để cho các đệ tử Nhật Nguyệt Thần giáo uống tập thay lão thần quần. Ông không muốn giáo chúng thay lòng đổi dạ, để cho họ mãi mãi tận trung với thần giáo. Nói như vậy Lệnh Hồ Sùng anh cũng phải uống luôn nữa. Tại sao? Như vậy sẽ có thể mãi mãi ở bên mình của Nhậm đại tiểu thơ, sống chết bên nhau mãi không chia cách. Được, nếu như anh muốn uống em sẽ để. Để cho anh uống như vậy phải không? Không ngờ em cũng muốn khống chế anh nữa. Ai khống chế anh? Nhưng mà cho dù anh thật sự uống, chỉ sợ nữ đệ tử của anh và tiểu sư muội không cho anh uống đâu. Xem ra thánh cô của chúng ta là một người con gái xinh đẹp, mà còn là một người con gái hay ghen nữa, phải vậy không? Ai thèm ghen với anh? Em trở về hát một nhai. Nè, ai đã quyết định cùng em lên hát một nhai đó? Chữ ngôn phái Hằng Sơn không thể bỏ phái Hằng Sơn để bán Nhật Nguyệt Thần giáo làm sư phụ. Đông Phương thất bại bây giờ đã luyện xong quyền qua thần công, võ công cao thâm khó ngờ, không thể để cho một mình em đi mạo hiểm. Cha em nói nếu như anh không tham gia vào Nhật Nguyệt Thần giáo, sẽ không để cho anh giúp cho ổng đòi lại chức giáo chủ. Nhưng mà anh và em không phải là người ngoài. Cái gì thì em đuổi anh đi, anh liền lợn không có thèm đi. Trừ khi em đuổi anh đi. Em không đuổi anh, em tự mình đi. Thiên lở trên trời chẳng có tính như vậy thôi. Đã hồi xung anh đưa tình yêu của Nhậm Dinh Dinh, đã hồi xung giúp cho anh, đời này không còn đặt gì nữa. Thank you.
Hồ Sư Huynh rất là thân thiết với Nhậm Đại Tiểu Thư. Cháu phải vui mừng mới đúng chứ, cháu không phải nên khóc. Nhưng mà ngày xưa sư tỷ có nói với cháu, chữ môn sư huynh tốt với cháu nhất, cháu cũng biết nữa. Nhưng mà khi cháu nghĩ tới anh ta, anh không ngại hy sinh tính mạng của mình để cứu cháu. Ở trong Mỹ Quan cháu đã sưởi ấm cho anh ta, ở tại kỷ viện cháu ở chung phòng với anh ta, đắp chung một cái mền. Cháu bà câm mà, cháu biết rõ bà không nghe được cái gì hết, cho nên cháu mới nói với bà như vậy. Cháu không có sợ mắc cỡ, bởi vì nếu cháu không nói thật ra được, cháu sẽ khó chịu vô cùng. Cháu biết rõ, cháu là người xuất gia, nghĩ tới một người đàn ông là điều không tốt. Nhưng mà cháu không thể quên anh ta. Ngày nào cháu cũng lại Bồ Tát để cho cháu quên đi chữ môn sư huynh. Cháu ngày nào cũng không dám, Bồ Tát nghe biết chắc cũng chán luôn. Bà Câm mà, cháu phải làm sao đây? Ai có thể giúp cháu? Ai có thể giúp cháu đây? Chuyện này nếu để chủ môn sư huynh biết được chắc sẽ buồn chán lắm. Sư tỷ tới. Nghi Hòa sư tỷ, chuyện gì mà làm cho chủ môn sư huynh buồn vậy? Tự đọc đi. Nhạc bất quần bất rễ. Vậy là sư muội của chủ môn sư huynh sắp lấy chồng. Đúng vậy, chính là Nhạc Linh Sang thành hôn với Lâm Bình Chi. Chủ môn sư huynh đã biết chưa? Ai mà dám để cho anh biết. Đã biết là chủ môn sư huynh thương Nhạc Linh Sang, họ lại mang thiệp mời tới cho chúng ta. Rõ ràng muốn cho chủ môn sư huynh chúng ta khó chịu mà. Hả? Hằng Sơn là một trong ngũ nhạc, Hoa Sơn có việc mừng, theo tình lý cần phải gửi thiệp mời tới đây mới đúng chứ. Chủ môn sư huynh nếu mà biết được chắc là sẽ buồn ghê lắm. Đừng có để cho ông biết. Đúng, không nên để cho anh biết. Vậy các người nói đi, phải làm như thế nào? Vậy đi, chúng ta cứ tìm một người thay thế ảnh mang quà lên Hoa Sơn. Quà tới người không tới, vậy cũng đâu có thất lễ, phải không? Được. Vậy chúng ta căn dặn các sư tỷ các sư muội, đừng có nhắc tới chuyện này ở trước mặt của trưởng môn sư huynh. Cũng đừng cho trưởng môn sư huynh qua bên núi bên kia, để người khác khỏi nói tới. Đúng. Ê, đợi cái ngày đại hỷ xong rồi, chúng ta mới từ từ tìm cách nói cho anh biết. Tới chừng đó chắc là anh cũng đỡ khó chịu hơn. Chuyện gì vậy? Chúng tôi luyện kiếm lúc nãy có nhiều chiêu thức không được rõ ràng, xin trưởng môn chỉ dạy. Xin chỉ dạy. Đi vào trong rừng luyện kiếm đi. Dạ trưởng môn sư huynh. Vô khu rừng hả? Đúng vậy, để luyện kiếm xong rồi chúng ta sẽ tới đồi núi ở phía bên kia khu rừng. Nè trưởng môn sư huynh, đừng có ngoài đồi núi bên kia nha. Ê, các anh em vừa mới tham gia vào phái Hàng Sơn ở đồi núi phía bên kia đó, sau khi luyện kiếm xong sẽ qua bên kia uống với họ vài ly hả? Để ta đi thăm họ nha. Có cha em rồi, họ không có gây đâu. Có bác chế đại sư và bác cả đại sư ở bên đó nữa. Ai, còn chúng tôi đưa nè, không có hai dám gây sự đâu. Ai dám gây sự đuổi xuống núi đi. Phải, người nào gây sự giữ lại đây giống hại cho chúng tôi vậy đó. Phải rồi. Nếu như ông gây sự là kể như thiên hạ thấy bệnh rồi đó. Phải. Chỉ có nhà bắt quần của phái Hoa Sơn không có muốn thấy bệnh cho nên làm. Đúng không? Sư phụ ta như thế nào? Nhạc bất quần không có gửi thiệp mời chúng tôi vậy chứ có tức hay không vậy? Đúng rồi. Chúng tôi đó. Không. Vậy chứ thì cái gì? Nhạc bất quần tổ chức đám cưới đó. Phải đúng rồi, bắt lễ đó mà. Chủ sư muội. Chính là Nhạc Linh Sang thành hôn với Lâm Bình Chi đó. Nói thêm nữa. Tại sao vậy? Chúng tôi đâu có nói xài cho. Phải rồi. Cái gì không nên nói đã nói hết rồi. Hả? Sư phụ của tôi không cho người gửi thư mời tới hay sao? Đi đây. Ừ.
Chú sư muội thành hôn với Lâm sư đệ, đó là một cái điều đáng mừng đó. Nghi Thanh, lập tức chuẩn bị quà cưới, sư huynh sẽ đích thân tới Hoa Sơn để chúc mừng. Chú sư huynh tới Hoa Sơn để dự lễ hả? Đương nhiên ta là đại sư huynh đó mà. Chú sư muội thành hôn với Lâm sư đệ, ta làm sao không tới chúc mừng chứ? Phải chúc mừng sư phụ và sư mẫu nữa. Phải. Phải. Ta còn phải về để mà thăm lại mấy sư đệ của ta nữa. Ấy, mọi người có phải muốn luyện kiếm hay sao? Đi, đi luyện kiếm. Thế giờ đừng có đi luyện kiếm hả? Thầy không luyện kiếm, cái kỳ vậy? Chủ môn sư huynh, đây là quà chúng tôi chuẩn bị cho sư huynh mang tới Hoa Sơn. Chữ môn sư huynh, đi đường cẩn thận nha. Trong này có đồ ăn nè, chữ môn hãy mang theo trong người. Có chừng hai sơ cho kỹ. Thương mừng xong, ta sẽ trở về ngay. Chữ môn sư huynh có cần chúng tôi đi theo hay không? Không cần. Nói coi, có phải chủ môn sư huynh gần gũi với Nhậm Tiểu Thơ cho nên quên sư muội rồi không? Người xuất gia chúng ta không thể hiểu nổi những tình cảm của nam nữ thế tục. Các người thật sự nghĩ là chủ môn sư huynh có thể bỏ qua được sao? Thực ra anh ta đang tự gạt người gạt mình. Phá thiên thế, phá đạo thế, phá tu thế, phá thiên 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 thế. Khi hợp đời, ở đây là luôn hết. Cái gì em được đã biết? Tại sao em có tốt như vậy? Tại vì em biết rõ anh là người trọng tình. Anh không phải là một người dễ quên. Nhưng mà như vậy bất công đối với em lắm. Nhưng mà em cũng tin với chân tình của em. Một ngày nào đó anh nhất định sẽ cảm động. Nếu như không phải em ba lần bốn lượt cứu anh, anh bây giờ đâu còn uống rượu được ở đây nữa. Anh thiệt cù quá, lúc nào cũng nghĩ chuyện ngày xưa, lại không biết luyến tiếc hiện tại. Dì Dì, chúng ta đi. Anh muốn đưa em lên Hoa Sơn? Không, chúng ta về Hàng Sơn. Anh không đi Hoa Sơn à? Chú thật anh thành tâm chúc phúc cho tiểu sư muội và Lập sư đệ. Đi hay không đi Hoa Sơn không thành vấn đề. Anh sẽ cho người mang quà chúc phúc cho họ đang gặp thất bại. Hả? Đi.
làm sao vậy? Tại sao đến hôn xong rồi lúc nào cũng lánh mặt em? Bây giờ gặp mặt còn quay mặt bỏ đi nữa. Có phải là anh không muốn thành hôn với em? Vậy chứ em có chỗ nào làm cho anh bất mãn hả? Hãy nói đi. Phải lên tiếng đi, tại sao không chịu lên tiếng? Có chuyện gì cứ việc nói rõ ràng. Không rõ không ràng như vậy làm cho em buồn lắm. Không có gì đâu. Không có gì, không có gì thì anh không có vậy đâu. Đó là bởi vì theo tục của quê nhà anh, nam nữ suy đến hôn tuyệt đối không thể gặp mặt được. Nếu bằng không sẽ xui xẻo lắm. Thật vậy hả? Thật như vậy, cho nên anh mới lấy mặt em đó. Tính làm sao bây giờ? Hai chúng ta đã gặp mặt rồi. Người trong giang hồ đâu có nhiều nguyên tắc như vậy. Sư mẫu, một thời gian sau là phải sửa miệng đó. Dạ. Ý, cái này là cái gì? Là của mẹ tặng các con. Các con coi có thích hay không. Tại sao có nhiều con nít tới như vậy? Cái này gọi là bá tử thiên tôn. Sau khi vợ chồng son đắp cái mền này rồi, sau này chắc chắn sẽ trăm con ngàn cháu, hậu đại triền miên. Thật vậy hả? Đương nhiên là thật. Đình Chi à, anh hãy coi đi, dễ thương quá nè. Có biết bao nhiêu đứa con nít, có trai có gái nữa. Anh thích con trai hay là thích con gái vậy? Sau khi chúng ta thành hôn, em có thể sinh nhiều. Mẹ à, mẹ xem, con thích mấy đứa nhỏ này lắm. Dễ thương quá à. Thích là được rồi. Mình bá tử thiên tôn, sau khi vợ chồng con đắp vào, sau này chắc chắn sẽ chăm con ngàn cháu, hậu đại triền miên. Hậu đại triền miên. Tôi không có đời sau, làm gì có con cái. Đời này kiếp này của Lập Bình Di tôi sẽ không có con cháu đâu. Tại sao tôi ngu tới như vậy chứ? Tin tưởng Nhạc Bất Quần là chánh niệm quân tử, còn vào khoái qua sơn của ông ta nữa. Ông ta đã có dụng tâm muốn đoạt tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Ông ta còn muốn tôi chết, muốn giết tôi, muốn cho tôi không còn sống nổi. Đình Sàng tốt với tôi như vậy, tôi không nên làm cho cô ta buồn, càng không nên thành hôn với cô ấy. Nhưng mà không thành hôn với cô ta, nhà Bất Quần sẽ giết chết tôi, ông ta sẽ giết tôi. Tính làm sao bây giờ đây? Tôi phải làm sao bây giờ đây? Gì vậy? Giờ này mà kêu em ra đây. Anh có chuyện muốn nói với em đó. Tại sao lại bí mật dữ vậy? Không lẽ không thể nói trong nhà? Trước cuộc phúc quay bị phá hủy, cha mẹ của anh thảm tử, người mất nhà tàn. Lúc nào anh cũng muốn trả thù rửa hận, nhưng mà tới bây giờ võ công bình thường. Chưa tới gần đây anh. Bây giờ anh là đệ tử của phái Hoa Sơn. Hơn nữa, sắp thành hôn với em rồi, cha sẽ hết lòng giải kiếp pháp qua sân cho anh. Biết đâu chừng còn truyền thụ tứ hà thành công nữa. Tịch tà kiếm phổ của gia đình anh đã từng qua chấn Vô Lâm. Chỉ cần học được tịch tà kiếm phổ, nhất định có thể trả thù cha mẹ. Ngoài ra còn có chân đứng trong chốn Vô Lâm nữa. Em có nghe cha nói qua, tổ tiên nhà họ Lâm đã từng qua trấn Vô Lâm cũng nhờ vào tịch tà kiếm phổ đó. Thế nào, anh kêu em ra đây là muốn nói cho em biết những điều đó à? Không phải đâu, Đình Sàng. Anh không muốn giấu em nữa. Anh muốn nói cho em biết, tình đại kiếm hộ đã mất rồi. Cũng may, đã cha của em nhận anh làm đệ tử, cô gái cho anh nữa.
có thể cưới em làm vợ, đó là cái phước của anh đó. Thời gian qua anh đây rất là nguy. Vì anh muốn tôi cũng tập tục của quê nhà, tìm cách xa lánh em đó. Chắc là trong lòng của em không có trách anh chứ? Đương nhiên là không trách anh rồi. Nhưng mà anh phải hứa, sau này sẽ đối xử với em cho thật tốt. Đừng có ông giết em, thì em đã thỏa mãn rồi. Anh biết, anh sẽ đối xử với em tử tế mà. Dường như ông có tâm sự. Không có gì. Nghe nói ta lãnh thiền sẽ không tới chúc mừng. Hắn không tới thì càng tốt. Ngũ Nhạc Kiếm phái liên minh, phái qua sân của đám cưới, hắn không tới chúc mừng, e rằng... Không có lẽ hắn dám ở trước mặt các võ lâm đồng đạo thừa lúc qua sân chúng ta lo đám cưới tới phá đám hay sao? Đương nhiên không dám. Nhưng mà nó không tới, ta cảm thấy ở trong lòng có điều bất ổn đó. Mạc đại tiên sinh của phái Hằng Sơn tới. Mạc đại tiên sinh tới rồi. Mạc đại tiên sinh, quan nghênh, quan nghênh. Chúc mừng cho nhạc trưởng môn và nhạc phu nhân. Cảm ơn. Mạc đại tiên sinh đích thân tới chúc mừng, làm cho quan sân chúng tôi dễ dàng ghê lắm. Ngũ Nhạc Kiếm phái liên minh đồng khí liên trì đó mà. Hôm nay phái Hoa Sơn có việc mừng, phái Hằng Sơn chúng tôi nhất định phải chúc mừng chứ. Mạc đại tiên sinh, mời. Mời. Thiên môn đại nhân của phái Thái Sơ tới. Thiên môn đại nhân tới. Thiên môn đại nhân. Nhà trưởng môn, nhà phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Nè, Mạc đại tiên sinh, ông cũng tới rồi à? Chỉ sớm có một bước thôi. Xin mời nhị vị hãy vào trong uống rượu nha. Xin mời. Sư mẫu, quà của phái Hằng Sơn gửi tới. Hả? Sư Nghi tới rồi. Sư mẫu, đại sư huynh không có tới. Quà này đây là do anh ta cho người mang tới. Sao hả? Tôi như vậy có được không? Được lắm, đẹp rồi. Nha, chân mày như vậy có đậm quá hay không? Được rồi. Không đâu. Cô dâu như vậy thì đẹp quá đi. Bây giờ chết rồi, quên mang rượu ra bôi vô trong này. Tiểu thờ để tôi đi chuẩn bị cho. Làm phiền bà. Phu nhân. Sang Nhi. Mẹ, tới giờ rồi hả? Chưa tới giờ, cô làm gì mà gấp vậy? Ở bên ngoài ồn ào quá, có phải là có rất nhiều khách tới? Các môn phái đều tới chúc mừng. Đại sư huynh của con cũng có cho người mang quà tới. Đại sư huynh? Như vậy, chắc là đại sư huynh, ảnh không tới rồi. Không tới thì càng tốt. Trường hợp như vậy, nói tới trên đường thôi. Mẹ, con không có lỗi với Phương Nhi. Nhưng mà con cảm thấy đại sư huynh không có ăn cắp tịch tà kiếm tổ của Bình Chi đâu. Cái đó mẹ biết rõ, Phương Nhi không bao giờ ăn cắp kiếm tổ đâu. Chúng ta đã nghi quan cho nó. Mẹ à, mẹ có biết người nào ăn cắp kiếm tổ hay không? Nè, sắp tới giờ rồi, con mau chuẩn bị đi, mẹ còn phải ra ngoài tiếp khách nữa. Ngày 6/6, Tung Sơn triệu tập Ngũ Nhạc Kiếm phái bầu trưởng môn, không biết như vậy nghĩ như thế nào? Tả lắm thì rõ ràng là muốn chiếm lấy ngũ phái, tự đề cử mình là trưởng môn nhân. Sát nhập ngũ phái, nó làm trưởng môn. Như vậy, tứ phái kia. Cần gì phải nói, như vậy tứ phái chúng ta sẽ không còn chân đứng nữa. Quyết định ngũ phái hợp nhất, có phải Tả Minh Chủ đã bàn với nhị vị rồi không? Bàn bạc cái gì? Hắn chẳng qua chỉ với người tới thông báo mà thôi. Còn nữa, tình giác nó cũng không có bàn bạc cái gì vậy đâu. Nếu như trưởng môn ngũ phái cùng nhau hội nghị, tôi nghĩ
Ngoài Tung Sơn ra, còn tướng phái kia không có đồng ý đâu. Đương nhiên rồi, Hàng Sơn lập phái 300 mấy năm, nói gì đi nữa cũng không thể nào mất như vậy. Phải, nếu như không còn phái Thái Sơn, tôi còn có mặt mũi nào đi gặp liệt đại tổ sư? Sát nhập là một cái điều không thể có được. Tôi nghĩ cho tới ngày hôm đó, chúng ta phải hợp sức phản đối việc thống nhất mới được. Phải, tôi lúc đó nhất định phải phản đối, tuyệt đối không để cho Tả Minh Thiền tội nguyện đâu. Tả Minh chủ của phái Tùng Sơn tới. Hả? Nhà trưởng mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tả Minh chủ, ông đi công việc bận rộn mà cũng tới nữa. Nhạc mẫu thật sự cảm thấy vinh dự. Ngũ nhạc kiếm phái sắp kết mình thành một phái rồi, tất cả là người nhà. Hôm nay qua sơn có tin mừng, tức là tả mẫu có việc mừng, không tới làm sao được chứ. Mạc tiên sinh và còn Thiên Môn đạo nhân, tại sao người lại tới sớm dữ vậy? Tới sớm hơn Tả Minh chủ một bước thôi. Ê, kính chào sư thúc. Ông không phải đã xuống giang nam, tại sao còn lên qua sơn chung với phái Tung Sơn vậy? Trong mắt nhà ngươi còn có sư thúc ta hay sao? Chuyện này thế nào? Ngư cơ đạo trưởng, ngày hôm nay là ngày nhạc mẫu hoàng hôn cho tiểu nữ, xin hãy nể mặt một chút và trong uống ly rượu nha. Nhạc chủ mục, sự việc quan trọng, xin lỗi nha. Ngư cơ đạo trưởng, ông không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật chứ. Ngày hôm nay phái Hoàng Sơn chúng tôi có đám cưới, chuyện phái Thái Sơn các người xin hãy để về nhà tính sau. Nhạc phu nhân, ngũ nhạc kiếm phái đồng ý liền chi, cho nên cùng nhau trừ ma dạy đạo. Thiên Môn là trưởng môn của phái Thái Sơn, cấu kết với bà giáo ngõ hầu để Thái Sơn vào tà đạo. Ông Ngư cơ sư thúc, ông đừng ngậm máu của người nha. Ngậm máu phục người, có người thấy nhà người lương tới với người trong ma giáo, xin Tả Minh chủ thanh lý môn hộ. Ngươi nhờ Tả Minh chủ thanh lý môn hộ à? Tả mổ tôi là minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái, chức trách của mình tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Đây là nội sự của phái Thái Sơn chúng tôi, ăn thua thì phái Tu Sơn các người chứ. Tả Minh chủ lãnh đạo ngũ phái, ngũ phái sát nhập với nhau không có lý hay sao? Ai nói phái Thái Sơn sẽ sát nhập vào phái Tu Sơn để Tả lãnh thiền lo? Ngư cơ tử lại dám quay về cho phái Tu Sơn bắt đứng bản phái. Ta là sư thúc, không thể để cho nhà ngươi đẩy phái Thái Sơn xuống vực thẳm tội lỗi. Nếu muốn gán tội gì không có chứ. Dừng tay. Tả Minh chủ, hôm nay ông không phải tới đây để chúc mừng, ông dẫn người tới đây để gây sự. Tả Minh chủ, ê, trừ ma dạy đạo là việc quan trọng, đó là cái điều đương nhiên rồi. Ngư cơ đạo trưởng, chúng ta ngày hôm nay tới đây làm khách, không thể làm mất mặt chủ người ta được. Tôi tới đây hôm nay không phải để làm khách, tôi muốn trục xuất Thiên Môn ra khỏi Thái Sơn, thanh lý môn hộ, bảo vệ danh dự của phái Ngũ Nhạc. Phái Ngũ Nhạc chẳng qua là cái trò của Tả Lâm Thiền gây ra. Ông là sư thúc ngũ phái, ông còn chưa có chuyên mình, đã cấu kết với Tung Sơn, dâng cái cơ nghĩa 100 năm của phái Thái Sơn chúng ta cho Tả Lâm Thiền à? Ngũ phái hợp nhất có gì không tốt? Cứ ngồi lấy cái chức vụ trưởng môn như vậy, muốn cấu kết với mà giáo hả? Bộ tưởng có cái chức vụ trưởng môn lắm hay sao? Nè, đây là tính về cái trưởng môn, ông có thích thì giật lấy đi. Chúc mừng chữ ngư cơ đạo trưởng đã nhậm chức vụ trưởng môn, đa tạ minh chủ. Ngư cơ tử ngươi, Thiên Môn, ngươi cấu kết bà giáo, có mặt mũi nào đứng ở trong núi Thái Sơn của chúng tôi? Được, ngày hôm nay phái Thái Sơn rơi vào tay của nhà ngươi, ta thật sự không có mặt mũi đi gặp liệt đại tổ tiên. Ngày hôm nay có chết cũng phải đưa ngươi đi gặp liệt đại tổ sư nữa. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Hình như mấy người đánh lộn. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, những người tới toàn là khách cả, tại sao đánh lộn? Đi coi thử. Thiên Môn đạo nhân. Thôi nữa, đa tạ minh chủ giúp đỡ, bảo vệ chính nghĩa là hành động của những người chúng ta. Ngươi cơ trưởng môn phải đừng có khách sáo nữa. Nhà chủ môn, nhà phu nhân, không ngờ kết cục như thế này, thật sự xin lỗi nha. Ông lên tiếng đi. Mọi người xin hãy uống rượu đi.
Anh Chi. Sao lại sai thế như vậy? Sai? Anh này đâu có sai đâu. Cẩn thận nha. Anh còn uống nữa mà. Cho dù có vui đi nữa cũng không cần phải uống sai thế như vậy. Nhưng mà mẹ đó có căn dặn, ba ly rượu giao bôi nhất định phải uống đó. Có như vậy chúng ta mới có thể sống tới tóc bạc, tảo sanh quý tử đó. Bình Chi à, chúng ta uống rượu đi. Cháu đâu, là mình chia tôi đời này quyết này chứ không có con cháu đâu, không có con cháu. Nói thì dễ nghe lắm, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, rõ ràng là tới phá đám mà, hoàn toàn không nể mặt chúng ta. Còn ông đó, chỉ biết thở dài, không biết ngăn cản. Bà đã thấy đó mà, làm sao ngăn cản được? Ngăn cản không nổi, cũng phải lên tiếng chứ. Ông không nói câu nào, để cho ngư cơ tử, Tả Lãnh Thiền, ở tại Hoa Sơn muốn làm gì thì làm. Trà này trà gì? Bà còn ngay vậy? Đó là trà táo đỏ. Ngày lành tháng tốt, cái gì cũng phải lấy hên hết á. Ngay cả trà cũng phải là trà ngọt. Bây giờ lại trở thành đào hoa quyết ảnh. Chúng ta là người trong giang hồ, đừng có kỵ này kỵ nọ nữa. Nói là người trong giang hồ, không có cấm kỵ. Tôi nghĩ là ông quá sợ Tả Lãnh Thiền. Bà lại muốn nói gì nữa đây? Tôi cảm thấy ông thay đổi rất là nhiều, không còn giống như ngày xưa nữa. Tại sao bà lại đa nghi thế như vậy? Bình Chi và Trang Nghi đã bái đường rồi, bà không muốn trách tôi à? Không trách ông thì trách ai? Đã là bậc cha mẹ, ai lại không muốn con cái của mình được sống bình yên vui vẻ? Vậy mà tụi nó lại tịnh hôn ở trong huyết quan, trái tim của tôi cảm thấy không yên. Tôi cảm thấy Bình Chi đối với việc hôn nhân này hờ hờ hững hững, rất là kỳ cục. Chỉ có ông là kỳ quái thôi, tự mình có lỗi với người ta lại còn nghi ngờ nó. Bà phải, tôi có lỗi, tôi không nên lấy tịch tà kiếm phổ của nó. Đã biết mình có lỗi gì thì phải bù đắp cho nó, tốn chút tâm trí truyền Tử Hà thần công của bản môn cho nó, như vậy mới không hổ với lương tâm. Chỉ cần nó tốn với Sang Nhi, tôi sẽ truyền thụ Tử Hà thần công. Đối với Sang Nhi, Bình Nhi nó luôn chịu đủ điều, hai đứa nó sẽ bá niên hảo hiệp đó. Bình Chi, anh thức rồi hả? Đêm hôm qua. Đêm hôm qua đó, anh uống xài lắm, ngay cả áo chú rể cũng không cởi ra, đã nằm ở trên giường rồi. Nhưng mà cũng may, ngủ tới khuya, một mình anh thức dậy cởi đồ ra. Nhưng mà anh đã nằm chiếm hết cả giường, làm cho em không có chỗ ngủ, cho nên đành phải ngủ ở trên ghế đó. Đêm qua anh uống nhiều quá. Dạ, thôi rửa mặt đi. Anh hãy thay đồ đi.
Cô tưởng là con nít 3 tuổi hay sao chứ? Anh là chồng của em, em lo là điều đương nhiên rồi. Không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, đời này đây em đều phải sống với anh, lo cho anh. Được. Ây da, thôi hãy mau thay đồ đi, chúng ta còn phải dâng trà cho cha mẹ đó. Dâng trà? Chúng ta phải tới Lạc Dương dâng trà cho ngoại của chúng ta. Dương lão tiền bối hả? Phải gọi là ông ngoại mới đúng. Và lần này tới Lạc Dương, chúng ta phải đi chơi có cái thành Lạc Dương mới được. Được lắm. Nhưng mà chúng ta đi như vậy không phải lâu lắm mới có thể trở về được hay sao? Tốt hơn hết đừng có về. Không về Hoa Sơn hả? Anh định nói là không cần gấp gáp trở về đâu, chơi khắp cái thành Lạc Dương cho nó đã. Anh nói đúng lắm, Lạc Dương phồn hoa như vậy, nhiều cái trò mới lạ, chúng ta chơi cho đã mới về. Nhưng mà anh lo là cha không cho chúng ta đi Yên tâm đi, em sẽ nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ giúp chúng ta. Đi Lạc Dương? Cả con muốn tới Lạc Dương làm gì? Nè ông à, ông nói sao mà kỳ quá vậy? Phương lão tiền bối là ở tại Lạc Dương, Bình Chi đương nhiên là phải sang để mà gặp ông ngoại, để dâng trà cho ông ngoại chứ. Con nhà Linh Sang muốn đi Lạc Dương ngay lập tức. Các con vừa mới thành hôn đã phải đi xa? Chà, bởi vì mới vừa thành hôn cho nên mới phải dâng trà cho ông ngoại ngay, để cho người ta khỏi nói con không biết nguyên tắc. Ông đã thấy chưa, Sang Nhi nó mới vừa làm vợ đã biết nguyên tắc rồi, còn cái người làm cha giống như ông lại không biết lễ tiết. Nếu chúng nó không đi dâng trà, Phương lão tiền bối sẽ trách chúng ta là không biết lễ phép. Nhưng mà đường xa vời vợi, chỉ có hai con đi mà thôi, cha không yên tâm. Nhạc phụ đại nhân, Hoa Sơn không xa gì cho Lạc Dương lắm. Hơn nữa con chỉ đi đường cái, không có đi đường nhỏ, chắc là bệnh nhân vô sự mà. Tư huynh à, dù sao tụi nó cũng phải ra ngoài một chút chứ, đâu có thể cứ ở mãi bên cạnh chúng ta. Cha à, cha. Mẹ. Được rồi, vậy con đi đi. Tuy nhiên trên đường đi phải cẩn thận đó. Cha đã đồng ý rồi. Bình Nhi phải chăm sóc cho Sang Nhi nha. Dạ con biết. Sang Nhi, tới Lạc Dương con phải hầu hạ Phương lão tiền bối đàng hoàng. Đi khỏi Hoa Sơn thoải mái cho chó. Đúng vậy, ở tại Hoa Sơn chỉ nhìn thấy núi non rừng đẹp, lâu lắm mới có dịp ra biển gặp gió biển, thật sự thoải mái quá đi. Lâu lắm không ngồi tàu rồi. Còn nhớ lần trước chúng ta ngồi tàu ấy, em còn nhớ vào cái lúc đó thì phong bất bình tới Hoa Sơn nghi loạn, cha đã đưa chúng ta đi khỏi Hoa Sơn. Sau đó thì đại sư huynh đã đánh bại phong bất bình, chúng ta không những không về Hoa Sơn còn tới Lạc Dương thăm ông ngoại của anh nữa. Ở nhà của ông ngoại sướng thật đó. Đúng vậy, anh còn nói ở hậu sân của nhà ông ngoại có rất nhiều cây tàn, hơn nữa những trái ở đó thật là ngon lắm. Sau đó ông ngoại của anh còn lên tiếng nói chuyện hôn nhân với cha của em, kết quả thì anh bỗng nhiên vô cớ gây gỗ với em. Quá ra là vì đại sư huynh. Đại sư huynh? Đại sư huynh lúc nào cũng nghĩ tới đại sư huynh cả. Chúng ta đã thành hôn rồi còn nhớ tới anh hay sao chứ? Bình Chi, Bình Chi à, Bình Chi đang nói chuyện với nhau, tại sao lại nổi nóng vậy? Có ngày nhắc tới đại sư huynh không à? Vì anh nhắc tới chuyện hồi trước, em đâu có nói cái gì. Không nói ngoài miệng nhưng đâu lòng nhớ tới. Bình Chi, Bình Chi à, người ta đã thành hôn với anh rồi, vậy mà còn không tin em nữa. Thank you.
Linh Sang, em không gì chứ? Em không gì chứ, Linh Sang. Rồi em đã làm sai điều gì? Em không làm sai. Anh là người đã làm sai. Anh đều có lỗi. Anh có lỗi với em. Sợ gì tới giờ? Anh không muốn giấu em nữa. Thật ra anh đây đã bắt đầu liền. Tịch tà kiếm pháp. Tịch tà kiếm pháp. Đúng vậy. Vậy tốt lắm. Anh cần phải luyện tịch tà kiếm pháp mà. Nhưng mà khi đó cái chuyện giữa hai chúng ta có quan hệ gì đâu. Không lẽ em không biết luyện tịch tà kiếm pháp? Em biết chứ. Tịch tà kiếm phổ đã mất rồi. Anh có thể luyện những gì mà cha của anh đã dạy cho anh phải chứ không? Anh luyện tịch tà kiếm pháp xảy ra vấn đề gì à? Hả? Không. Không có vấn đề. Nhưng mà luyện tịch tà kiếm pháp không thể gần nửa sát được. Cho nên anh mới... Vậy tại sao anh không chịu nói trước? Làm cho em tưởng rằng... Em yên tâm đi. Đợi chú anh đã thù xong rồi, chúng ta có thể lập tức đóng phòng qua chú. Cái chuyện đó từ từ để tính sau. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ không có để cho anh chịu trí nữa. Anh cứ tầm nghiên cứu kiếm pháp của anh đi. Giang hồ. Ngài có một lệnh thường xuyên nhớ nhờ cũng mắc không được, còn đợi nhất thống giang hồ sao? Hùng Bạch Hùng, hãy coi Thượng Quan Dân có gì bẩm báo hay không. Khải bẩm giáo chủ, Thượng Quan Dân ở tại Hàng Sơn điều tra tung tích của lệnh hồ sung, chờ đợi cơ hội ra tay hành động. Chờ đợi? Sau khi lệnh hồ sung tiếp nhận chức trưởng môn, cơ hội tốt như vậy, các người không thể bắt hắn. Còn muốn đợi cơ hội gì nữa đây? Thôi thì đợi tới lúc lệnh hồ sung phù trợ Nhậm Ngã Hành tấn công Hắc Mộc Nhai,
đoạt lấy chức giáo chủ của ta. Các người mới bắt hắn, như vậy tiện hơn nhiều. Bạn giáo chủ, chúng tôi biết tội. Xin đạo quân giáo chủ tha thứ. Nhậm ngã hành vì muốn đoạt chức giáo chủ của ta đã truyền chịu rất nhiều bộ thuộc, và đã thuyết phục rất nhiều đường chủ quy thuận nơi hắn. Hắn mang bản danh sách quy thuận đó đặt tên Xạ Nhật Minh Sách. Xạ Nhật rõ ràng muốn đánh bại Đông Phương Bất Bại ta. Các người, chúng tôi nhất định tạo cho cái đạo vương giáo chủ. Trong 10 trưởng lão đã có 6 người quy thuận với hắn rồi. Thuận ngã giả sanh, nghịch ngã giả dông. Nhật xuất Đông Phương, quy ngã bất bại. Đông Phương giáo chủ, tứ trưởng lão hiệu trung giáo chủ, tuyệt đối không có lòng phản bội. Nói như vậy, ta giết lầm người rồi. Ta không dám, chúng tôi trung thành, xin giáo chủ điều tra rõ ràng. Xin giáo chủ đừng có trúng kế ly gián của Nhậm Ngã Hành. Vô lễ! Các người có phải bất mãn với ta lắm không? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Xuân tính tình lang bàng, ham rượu ham vui, lại vô cớ trở thành trưởng môn của phái Hằng Sơn, còn phải đảm trách trong nhiệm phát dương quang đại phái Hằng Sơn và trả thù cho hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dược, lại muốn ngăn cản sát lộ của Võ Lâm. Cảnh sắc Hằng Sơn thật là đẹp, nhưng cảnh đẹp trước mắt không bằng rượu ngon và đồ ăn ngon của cô nương. Chưởng môn cái gì? Tôi thì đi làm một người cất rượu với một bầu rượu ngon. Nguyệt Hạ cùng ly với lại tri kỷ của mình, cùng uống cùng say. Lệnh Hồ Xuân. Thật không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta. Quá ra ngươi còn nhớ tới ta. Ngươi là trưởng môn của phái Hằng Sơn, lệnh lấy trọng trách bảo vệ Võ Lâm. Nhưng mà chuyện của Võ Lâm có làm cho ngươi dữ không? Ngươi vì thiên hạ, người thiên hạ có gì ngươi không? Đi đi. Ngươi vì thiên hạ, người thiên hạ có tình gì ngươi không? Ta vì người thiên hạ. Con người thiên hạ đã làm gì cho ta đây? Người thiên hạ tuy không vì lệnh hồi xung ta, tuy nhiên có một người lại cam tâm làm tất cả mọi điều cho ta. Cổ vì ta muốn năn nỉ Phương Chính Đại Sư dạy cho ta dịch cân kinh, tự mình chịu giam cầm ở Thứ Lâm Tự. Người đó vì muốn chữa trị nội thương cho ta đã bất chấp mọi giá. Tại sao bỗng dưng lại nói những lời đó? Vì con bộ câu này đã mang theo từ xa tới à? Đúng vậy. Một vị cô nương không biết hiện nay tại ở nơi nào lại gửi thư nhắn tới cho anh. Nhìn thần thái của anh, chắc là đã thần giao với cổ rồi. Vì đông đông cô nương này không những biết uống rượu, hơn nữa tính tình cởi mở, rất khéo ăn khéo nói, thật là một kỳ nữ hiếm có ở trên cõi đời này. Anh và cô ta bên nhau giống như là bạn bè lâu năm gì đó, nói chuyện phong nguyệt, bàn chuyện mỹ tử, bỏ qua những chuyện ở trong Võ Lâm.
thật là một mỹ sự ở tại nhân gian đó. Anh nói tốt cho cổ như vậy, không sợ em ghen hay sao? Xin lỗi nha. Thật ra không còn biết thế gian này có biết bao nhiêu kỹ nữ. Em đã biết rõ anh chỉ có động lòng tới một người thôi. Ai mà biết anh nói thật hay nói chơi chứ. Người biết anh chỉ có danh doanh. Anh vì thiên hạ, nhưng mà người thiên hạ chỉ thích vì anh. Nhưng danh doanh nhất định vì anh, và anh nhất định sẽ vì danh doanh, có phải không? Tín hiệu gì vậy? Là tín hiệu của cha em. Cha. Văn bối xin chào giáo chủ. Lệnh hồi tôn, người đã lên tiếng không tham gia Nhật Nguyệt thần giao, người tới đây làm gì? Chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý à? Lần này giáo chủ lên hát một ngày đối phó với đấu phương bất bại, chắc chắn có cuộc quyết đấu đẫm máu. Vì danh doanh, văn bối đồng ý hỗ trợ giáo chủ lên hát một ngày. Vì danh doanh. Được, cứ vì danh doanh, ta cho cháu lên hát một nhai. Đợt giết Đông Phương bất bại, ta sẽ cho cháu thành hôn với danh doanh. Hả? Tạ ơn giáo chủ. Chúc mừng lệnh hồ huynh đệ. Danh doanh có người giúp đỡ đắc lực như vậy, muốn giết Đông Phương bất bại đâu có phải là cái chuyện khó khăn. Hướng tả sứ, cái việc liên lạc với các thuộc hạ đã đi tới đâu rồi? Giáo chủ, Đông Phương bất bại gần đây làm chuyện lạ đời, là để chúng phản phân ly. Thuộc hạ liên lạc tất cả những cựu bộ thuộc, ai cũng muốn theo giáo chủ phản bội Đông Phương bất bại. Được, Hương tạ sư làm việc tốt lắm. Danh sách soạn nhật này của ta có thêm nhiều người phụ giúp nữa. Cứ mời thượng quân dân cùng với nhau để mà thương nghị. À, giáo chủ. Quyền thượng quan quý đệ. Thuộc hạ thượng quan dân xin chào nhậm giáo chủ. Nhậm giáo chủ thiên thu vạn tới nhất thống giang hồ. Thiên thu vạn tới nhất thống giang hồ. Đông Phương bất bại nghĩ thật là đẹp ha. Thượng quan huynh đệ, nghe nói là Đông Phương bất bại là người rất đa nghi, nghi ngờ thuộc hạ có phải vậy không? Đúng vậy. Gần đây ở tại Hắc Mộc Nhai long quân dao động, lòng người bàng hoàng. Đông Phương bất bại không tin giáo chủ, gần đây còn giết chết Lục Nhị trưởng lão. Nghe nói Lục Nhị trưởng lão đã quay về với nhậm giáo chủ. Đông Phương bất bại quá như nó rơi vào cạm bẫy, ở trong lòng của hắn đã rối loạn. Chẳng có trách gì, hắn lại giết thần tính một cách bậy bạ. Giáo chủ anh minh, thần cơ dự toán. Thần cơ dự toán. Được. Thôi thì hãy tính xem làm sao lên hát một nhai để mà giết Đông Phương bất bại. Nè thượng quan huynh đệ, Đông Phương bất bại ra lệnh cho người bắt lấy lệnh hồ sung, có phải có chuyện đó hay không? Hắn cho biết người nào bắt được lệnh hồ đại hiệp sẽ được trọng thưởng, tuy nhiên không được lấy mạng sống của lệnh hồ đại hiệp, phải để cho hắn sống. Được, vậy thì bắt lệnh hồ sung về hát một nhai đi. Cha, cha. Người bắt lệnh hồ sung lên hát một nhai, Đông Phương bất bại chắc chắn sẽ đích phần tiếp kiến nhà ngươi. Không lẽ cha muốn tụi con giả thành thuộc hạ của thượng quan dân cùng nhau đi gặp Đông Phương bất bại? Giáo chủ, nếu mà như vậy thôi thì để cho định hồ huynh đệ giả dù bị thương, để cho Đông Phương bất bại không thể đề phòng. Lệnh hồ sung thiệt là tội cho cháu đó. Giang bối sức cũng không ngại. Ngươi không thể chết, lệnh hồ sung phải giết chết Đông Phương bất bại, và ngươi còn phải thành hôn với danh danh nữa đó.